Kênh Động Vật Quanh Ta lại xin được kính chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem một cặp đôi cuốn chiếu đang thì giao phối. Vâng, mấy khi chúng ta được chứng kiến cận cảnh cặp đôi cuốn chiếu giao phối, hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây là một cặp đôi cuốn chiếu giao phối ở trong một cây mục, mình vô tình quay được khoảnh khắc như này rất là tuyệt vời. Đấy, mọi người xem nhớ ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm ra những video thú vị hơn về động vật, sinh vật, côn trùng quanh ta. Đấy, chả mấy khi chúng ta bắt gặp được khoảnh khắc cuốn chiếu giao phối ấy. Đấy, mình cũng mò mẫm đêm hôm quay cóp rồi là các con vật. Kênh của mình thì quay đủ thể loại các con vật, động vật, côn trùng, sinh vật và rất là đầy đủ nói về động vật, sinh vật, côn trùng. Gần như là thể loại con gì cũng có. Đấy, cuốn chiếu giao phối mình tình cờ bắt gặp. Mọi người nhớ ủng hộ mình để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Cặp đôi cuốn chiếu này đang tỉ tê nhau, mình chọc thử nhé, khêu thử nó ra nhé. Xin lỗi làm phiền. Xem nào, lấy hẳn nó ra để xem nào. Còn con nữa này. Đấy, con kia, ba con gần nhau như kiểu cuộc tình tay ba ấy nhỉ. Đấy, cũng ôm ấp bám chặt nhau phết chứ. Nó ở trong cái thân cây mục. Đấy, quay chi tiết cho mọi người xem này. Con chiếu này cũng sinh sôi nảy nở nhanh lắm. Video trước mình có quay phải đến hàng triệu con quân chiếu ấy. Đấy, nhiều lắm. Nếu mọi người muốn xem video trước thì hãy vào trang của kênh để xem chi tiết từng video của mình nhé. Và bây giờ thì mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình và mọi người nhớ ủng hộ nhé. Hẹn mọi người vào những video sau nhé.